đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh có một cái khách hàng rất là đặc biệt luôn. Khách hàng này nói chung là so với tuổi thì cũng lớn tuổi hơn mình rất là nhiều, rất là chững chạc và nói chung có rất là nhiều cái để muốn tâm sự, bởi vì đây là khách hàng đã xem kênh Minh rất là lâu rồi, xem rất là lâu rồi. Thì bây giờ em muốn anh nói về cái những chia sẻ cảm nghĩ về em và mua xe bên em và những cái gì mà động lực khiến anh mua xe được. Anh nói thiệt luôn nha, không có mà mất công anh nói giả, người ta kêu là có đứa nó kêu là Minh thuê người vô diễn má tiền không có nữa thì thuê người vô diễn nè. Rồi nói chung là biết Minh lâu rồi, nhưng mà biết nghe nói bạn chỉ là Minh bán xe giá cả nó đẹp, xe hàng chất lượng, cho nên mình biết mình cũng để dành mấy năm mới đủ tiền cái này vô mua chiếc xe, tính mua chiếc kia nhưng mà thấy chiếc này đẹp quá thích lấy luôn, nhưng mà thấy khuôn phục vụ ok lắm, từ A đến Z luôn, luôn cả đi chứng giấy cũng lo cho mình từ chi tiết chở đi này nọ luôn, biết sao nói, chỉ có cảm ơn thôi. Chúc mình thành công nhiều hơn nữa. Nói chung anh em mua xe ở đây là cũng chơi chung nhau thôi, anh em mình là chơi chung nhau hết đó. Thì con xe của ảnh là ảnh mua, ảnh đi mấy bữa rồi nha, là có nghĩa đó là Minh á nói với ảnh là anh ơi anh đi đi, nếu mà không thích thì em đổi lại cho anh con khác. Rồi có nói không? Có, ok. Hồi nãy, cái ngày hồi nãy mà anh em mình chưa đi cứng chứng giấy á, là em đã nói với anh là quyết định kỹ chưa? Anh quyết định kỹ đó. Thì con xe này, đây con xe này là ảnh mua nè, đây là con xe phía sau luôn nè. Thì bây giờ anh em mình đi coi con xe ha. Dạ dạ. Rồi ok anh. Thì con xe ảnh đi dơ rồi. Ảnh đi dơ rồi thì bây giờ mình quay lại để mình lên cho ảnh chống đổ với lại chỉnh lại cái xi nhan. Xi nhan có nghĩa là anh lên cái chỗ khác nó bị chạm điện. Thì bây giờ em đã khắc phục xong hết rồi. Mở xi nhan lên cho anh. Xéo mà nhà đi mưa dơ vậy lắm. Đó. Dạ. Sáng nha. Tại sao coi cái này xi nhan? Tại cái này anh lên chỗ khác nó bị lỗi nha, chứ không phải là xe nó vậy. Lên chỗ khác. Xác minh chuyện đó mà. Bây giờ nó sáng hơn trước nữa, tại vì mình gắn đủ á. Nó sáng đẹp. Rồi rất là đẹp, rất là ấy luôn, xe có bộ đồ đầy đủ luôn. Thì như mình nói với anh em là ảnh nói chung là ảnh làm rất là nhiều mới có tiền mua được một con xe, chứ không phải là giàu có rồi tiền dư rồi mình mua đâu. Cho nên ảnh đến đây em cũng sống với anh vì tình cảm thôi đó, mấy anh em vui vẻ thì ảnh cũng tâm sự thiệt với mình đó. Thì mình nói mình kiếm con xe ảnh để cho anh thích đi, cực kỳ thích. Rồi cái mình đã bảo trì, như nãy mình đã bảo trì hết rồi, thay nước mát, thay nhớt luôn cho ảnh. Rồi thì bây giờ xong á, bây giờ anh có còn muốn nói gì cho mấy anh em nữa không? Nó nói gì đâu, nói luôn trên clip. Bây giờ mình xuất hiện trên clip rồi nè. Đó, hồi xưa nói giờ lần đầu tiên xuất hiện clip ngại, nhưng mà nói chung là cảm ơn em nhiều. Dạ dạ. Em quý em lắm, nhưng mà lỡ khách em phục vụ á, giống gia đình vậy cho nên anh quý mới nói làm sao. Dạ dạ. Cái chu đáo từ chi tiết luôn. Dạ. Rồi anh nói kiếm xe cho anh không nhờ, có ngày em kiếm cho anh mà kiếm chiếc ưng ý chạy vậy ok lắm. Cái giá cả cũng mềm, nó đẹp nữa. Xe coi chạy thử mấy ngày chất lượng, hôm qua đi không về mấy ngày mưa gió nó dơ. Em cũng rửa cho anh lại. Ok rồi, cảm ơn nhiều. Đó, thì đó thì mình có cái clip để mình sau này nữa mình có gì mình coi lại. Thời đó mình cũng chơi vậy. Sau này già không? Sau này già rồi con cháu mình đâu chạy nổi. Sau này mình cũng có bạn vậy chơi vậy đó, vui không? Anh em rất là vui vẻ. Rồi xong mà anh cũng rất là nhiệt tình luôn. Ảnh có mua đồ ăn cho mấy anh em làm rồi này nọ kia khác. Rồi ảnh cũng có mua nước cho mình rồi. Đó. Thì một con xe mà đem với anh em ưng ý, anh em đi vui thì em mới vui. Như sáng này em tưởng anh không vui nha, tưởng anh muốn đổi xe khác. Em kêu thì anh muốn đổi thì cứ đổi đi. Anh hiểu, anh hiểu. Tại vì cái con xe này á anh em là đã có anh em khác cọc rồi. Minh rất là uy tín, anh em khác cọc rồi á, mặc dù người khác trả tiền cao hơn luôn. Có người trả em 65, 67 luôn á mà em không bán, tại vì giàu đã 63 là 63. Không, bữa đầu tiên vô là em nghe nói cái xe có đàn là cọc rồi. Đó. Nhưng mà thấy xe nó đẹp quá. Tại xe này chưa có chạy luôn, chủ xe chưa chạy luôn, chưa có đô đai luôn. Thấy rồi, gai còn đi xe luôn mà. Đó. Không, anh thấy gì anh tính thôi, thấy con này được rồi, vừa tiền rồi. Vừa tiền, con này thấp hơn. Nhưng mà lên thấy đẹp quá, thích hỏi thử coi, không được thôi biết chắc chắn không, mà uy tín là của em mà trên hết mà. Cho nên anh hiểu. Không y chang đó. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng ha. Đó, thì bây giờ anh em có một cái clip giao lưu với nhau rất là vui. Nói chung ảnh cũng rất là nhiệt tình, nó cũng dễ thương, trời mưa, trời gió chạy qua mình luôn á. chứ không phải đơn giản đâu. Rồi giờ mấy anh em có clip coi, mình cũng có clip mình để lại mình lưu về mình coi cho vui vui đúng không? Rồi thì bây giờ mấy đại ca dắt xe xuống cho anh về, chứ bắt người ta ở đây lại hoài, tối rồi hả? Xong mà giờ làm cho xong hết luôn rồi về đúng không? Rồi giờ mới lần hai rồi, đi đã rồi giờ không mới lần hai nữa rồi, ok. Rồi vậy nha. Dạ. Cảm ơn. Anh em mình chụp tấm hình. Rồi tắt đi. Rất chào anh em. Thì mấy anh em mình bên bộ phận kỹ thuật á, thì hướng dẫn ảnh, hướng dẫn xe cộ như thế nào cho nó kỹ. Đó. Đây thằng này thì nó quá kỹ luôn, lính mới mình quá. Cái sợi dơ nó lao hoài Thấy chưa, sợi dơ lao hoài luôn anh em. Làm gì dân chơi. Rồi bye bye anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây rất là nhiều. Anh em thấy chưa? Rất là đẹp. Ngoài da rất là ok luôn. Rồi bye bye anh em. Nhiều anh em á nhắn tin cho Minh có đầu đuôi dùm xíu nha, chứ nhiều tin nhắn quá Minh bị trôi. Nhắn tin á thì nhắn tin cho Minh có đầu đuôi xíu, còn anh em mà ở gần á thì cứ qua Minh đi, có Minh ở nhà Minh sẽ tiếp anh em. Đó, Minh mới làm cái chỗ tiếp khách luôn, không có lên lầu ba nữa nha, tiếp khách tại đây luôn. Đó, đây tiếp khách ở đây luôn. Đó, tiếp khách nè, thấy chưa, tiếp khách nè. Đó, ok anh em. Đây là sau một thời gian mua xe rồi qua đồ mấy anh em tư vấn lên đồ chơi nè. Đó, thấy nó khác chưa? Đó, khác chưa? Bây giờ anh em thấy lên đồ chơi khác, anh dở cái chân lên nè. Đó, lên xuống gãy đồ vàng rồi, anh che rồi, đó, rồi. Đó, thấy không? Quay cho anh em thời gian quay trở lại nè, nó sẽ khác nè. Thấy chưa? Đó, bánh cũng gạch nè. Đó, R15 nè, lên mở đồ chơi luôn. Chăm xe về chăm thêm là nó khác liền. Đó, rồi, trở lại nha. Lên gió nè. Lên gì nữa? Rồi thời gian như lại anh em mình vẫn chơi chung. Rồi chạy tranh thủ chạy lên Bình Dương chơi đi. Giờ anh chạy lên trường đua 2K chơi á anh em.